chúng nó cứ nghĩ rằng luyện được bình rượu sọ người, cần sọ người là đủ. Thứ rượu mà chúng mày luyện chỉ là đồ bỏ đi. Luyện được loại rượu sọ người có thể triệu hồi được quỷ canh rượu, cần có 5 bộ phận và máu của thiếu nữ kìa. Để tao cho chúng mày thấy, đầu của kẻ thông minh, chân của đứa chạy nhanh, gan của người dũng cảm, tim của kẻ ác độc, máu tươi của thiếu nữ. Đủ rồi. Đủ rồi, cuối cùng cũng đủ.